Quý vị đang quay trở lại với phần 2 của bản tin FBC 24/7. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay và năm 2018. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo những rủi ro của kinh tế thế giới trong trung hạn vẫn còn tồn tại. Trong báo cáo tổng quan kinh tế thế giới mới nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vẫn duy trì dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay ở mức 3,5% và năm 2018 là 3,6%. Bên cạnh đó, cơ quan này đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ cho cả hai năm 2017 và 2018 là 2,1%, thay vì lần lượt là 2,3% và 2,5% như dự báo đưa ra trước đây. Theo IMF, kinh tế Mỹ vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu hồi phục rõ ràng, nhất là khi những kế hoạch tài khoá liên quan đến cải cách y tế và hệ thống thuế của chính quyền tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra những dữ liệu mới. Dự báo tăng trưởng tại Anh cũng bị hạ xuống còn 1,7% trong năm nay, do biểu hiện kém tích cực của nền kinh tế trong quý đầu năm nay. Tuy nhiên, trái ngược với bức tranh kém lạc quan của hai nền kinh tế Anh, Mỹ, IMF cho rằng các nước Eurozone và Trung Quốc lại cho thấy biểu hiện tích cực. IMF qua đó đã nâng dự báo tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone lên mức 1,9% trong năm nay và 1,7% trong năm 2018. Nhìn nhận về những rủi ro của kinh tế thế giới trong thời gian tới, IMF yêu cầu các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu cần thận trọng trước xu hướng giá cả hàng hóa suy giảm có thể tác động tiêu cực lên nền kinh tế. Nghị sĩ Mỹ Bob Corker vừa cho biết Mỹ vẫn chưa đi đến quyết định về vấn đề cấm vận Nga. Đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều trong chính phủ và lưỡng viện về việc nên nới lỏng hay siết chặt lệnh trừng phạt đối với cường quốc châu Âu này. Nghị sĩ Bob Corker là chủ tịch Ủy ban quan hệ ngoại giao của Thượng viện Mỹ cho biết vào ngày 25 tháng 7 rằng vẫn đang cân nhắc nhiều phương án trước khi các nhà làm luật đưa ra một quyết định chung nhất về vấn đề cấm vận Nga. Trước đó, vào cuối tuần trước, các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ cho biết họ đã đạt thỏa thuận và sẽ đưa ra bỏ phiếu để thông qua thỏa thuận này vào thứ Ba 26 tháng 7 giờ Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Corker, tuyên bố này chưa chính xác. Một phần vấn đề nằm ở việc Tổng thống Donald Trump đề nghị phải hỏi ý kiến của lưỡng viện trước khi quyết định nới lỏng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào với Moscow. Mới đây, thì nhiều người đã tổ chức biểu tình ở Tokyo, Nhật Bản sau khi Thủ tướng nước này là ông Shinzo Abe vướng vào scandal thiên vị bản thân. Trước đó, ông Abe đã phủ nhận cáo buộc lạm quyền để giúp đỡ một người bạn của mình mở trường học ở miền Tây của Nhật Bản. Cuộc biểu tình xảy ra sau khi Hạ viện mở phiên điều trần đặc biệt để chất vấn Thủ tướng Shinzo Abe về cáo buộc ông sử dụng quyền hạn của mình để gây sức ảnh hưởng, giúp đỡ một người bạn mở trường thú y ở miền Tây Nhật Bản. Nhiều người biểu tình dơ cao biểu ngữ đòi ông từ chức và đòi điều tra sâu hơn vụ việc này. Trong phiên điều trần, ông Abe khẳng định ông không giúp đỡ bạn bè trong việc mở trường thú y. Tuy nhiên, lời phủ nhận này không thuyết phục được đám đông biểu tình mặc dù đảng phái đối lập muốn điều tra sâu thêm nhưng một số quan chức đã nói rằng văn bản giấy tờ đã thất lạc nhiều người thì nói họ không nhớ rõ về vụ việc này theo tôi đây chỉ là một cái cớ kể từ sau scandal uy tín của ông abe trong dân sụt giảm mạnh và là một nguy cơ đối với sự nghiệp chính trị của ông ngoài vụ việc này ông abe còn đang đối mặt với một cáo buộc khác cũng xảy đến trong năm nay nói rằng ông abe và chính quyền của ông đã bán đất giá rẻ cho một người thân tính Nhằm chống lại ô nhiễm không khí và trở thành quốc gia tiếp theo tại khu vực châu Âu đi đầu trong việc phát triển phương tiện giao thông của tương lai là xe điện, mới đây thì chính phủ Anh thông báo nước này sẽ cấm toàn bộ xe ô tô chạy bằng xăng và diesel vào năm 2040. Kế hoạch trầm sạch không khí mới được công bố mới đây, chỉ hai tuần sau khi Pháp đưa ra kế hoạch chiến lược của nước này nhằm trở thành quốc gia không sa thải CO2 từ các loại xe chạy bằng xăng vào năm 2040. Bước dịch chuyển toàn cầu hướng tới xu hướng sử dụng xe điện này là một bước đi mới của ngành công nghiệp sản xuất ô tô hiện nay, từ phần lớn những chiếc xe chạy bằng xăng dầu chuyển sang xe chạy bằng điện. Quy định này của chính phủ Anh bị ảnh hưởng bởi một phần chính sách giới hạn khí thải của EU, yêu cầu Anh phải tuân theo ngay cả khi Anh rời khỏi liên minh châu Âu EU. Những nhà sản xuất xe đã bắt đầu nắm bắt được xu hướng này. Volvo AB, công ty sản xuất xe của Thụy Sĩ đã lên kế hoạch ngừng sản xuất dòng xe chạy bằng xăng vào năm 2019 trong tất cả các dòng xe của mình và thay thế bằng loại xe điện. BMW AG cũng cho biết hãng sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe ô tô điện mini tại Anh. Anh đã lên kế hoạch sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào loại hình xe không người lái và công nghệ xe không khí thải. Đồng thời, Bộ Môi trường Anh Quốc cũng lên kế hoạch đầu tư 246 triệu bảng Anh vào nghiên cứu công nghệ chạy bằng pin. Sự thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào việc áp dụng nghiêm ngặt tại Anh, nhằm hạn chế phần lớn các loại phương tiện chạy bằng diesel vào đầu năm 2020. Tại 20 thị trấn quanh thủ đô Rome của Ý thì chính quyền địa phương đã áp lệnh cúp nước theo giờ để đối phó với hạn hán nghiêm trọng kéo dài tại quốc gia này. Theo truyền thông địa phương, chính quyền các thị trấn xây quanh Rome của nước Ý đã quyết định cúp nước một vài giờ trong tuần để đối phó với hạn hán. Khoảng 1,5 triệu cư dân trong vùng bị ảnh hưởng. Nhiều người dân cho biết đây là chuyện chưa có tiền lệ tại quốc gia Nam Âu này. Lượng nước thời gian gần đây rất ít, thời tiết thì khô hạn, hoàn toàn không có mưa trong 2-3 tháng qua đặc biệt là ở miền Nam nước Ý, chúng tôi đều phải rất chắc chiêu nước sạch. Tại vùng Lazio, chính quyền địa phương đã phải cấm bơm nước từ hồ Bracchiano, nằm cách Rome 30 km vì lý do mùa nước hồ đang dần cạn kiệt. Lệnh cấm rút nước hồ được áp dụng từ ngày 28 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm nay. Nếu như không có nguồn nước dự phòng bổ sung, lệnh cấm nước sạch tại vùng này dự kiến sẽ cúp nước 8 tiếng một ngày. Cơ quan khí tượng của Ý ghi nhận, mùa xuân năm nay là mùa xuân nóng thứ nhì kể từ năm 1800, tiền hại ít nhất 2 tỷ euro, tương đương 2,3 tỷ đô la Mỹ đối với ngành trồng rọt và chăn nuôi. Đối mặt với tình trạng các nhóm nổi loạn ngày càng mạnh lên đe dọa an ninh quốc gia, mới đây Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đã tuyên bố sẽ bổ sung thêm lực lượng binh lính nhằm chống lại quân nổi loạn. Theo quan sát từ tháng 7 năm nay, lương nổi loạn của Philippines NBA đã tiến hành hàng chục vụ tấn công vào các cơ quan chính phủ. Vì vậy, ông Duterte đã công bố tăng cường tuyển thêm binh lính nhằm chống lại lực lượng phản loạn, đảm bảo an ninh quốc gia. Tôi muốn bổ sung thêm khoảng 20.000 binh lính trong lực lượng quân đội. Chúng ta đã mất một số lượng lớn binh lính trong cuộc chiến ở Marawi. Vì thế, tôi sẽ tăng cường thêm khoảng 10-15.000 lính tới đó. Chúng ta sẽ cần thêm khoảng 35.000-40.000 binh lính để có thể ứng biến được với những mối đe dọa từ trong nội tại và phía ngoài Philippines. Trong cuộc chiến tại Marawi với lực lượng Hồi giáo IS kéo dài 63 ngày, hơn 600 người đã thiệt mạng, trong đó có 100 người là dân thường và 500.000 dân thường đã phải sơ tán. Hiện ông Duterte vẫn là một nhà lãnh đạo chịu nhiều chỉ trích vì cuộc chiến chống ma túy đẫm máu do ông thực hiện, cũng như việc tạo ra những chính sách ngoại giao độc lập với Mỹ, một đồng minh với Philippines. Con số 632 người chết theo thống kê từ đầu năm 2017 đến nay cho thấy mức độ lây lan của virus AH1N1 tại Ấn Độ đang ở mức cảnh báo. Theo thông tin ban đầu, thì nguyên nhân bùng phát dịch bệnh là do virus cúm lợn biến đổi và truyền sang người. Tính đến giữa tháng 7 năm nay, virus H1N1 đã lây nhiễm trên 13.188 người và gây tử vong cho 632 người trên toàn Ấn Độ. Trong một tháng rưỡi qua, chúng tôi tiếp nhận khoảng 17 bệnh nhân. Rõ ràng con số này đã tăng lên so với mức bình thường. Các bệnh nhân bao gồm cả trẻ em và người già. Một số có dấu hiệu nhiễm bệnh khá nặng và phải dùng bình dưỡng khí. Dịch cúm H1N1 thường xuất hiện vào mùa đông hoặc mùa mưa, nên ngành y tế Ấn Độ rất ngạc nhiên khi thấy nhiều trường hợp nhiễm virus trong mùa này. Vì nhiệt độ cao không phải là điều kiện thuận lợi cho các bệnh như vậy lây lan và sinh sản. Mặt khác, theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, virus gây ra bệnh cúm lợn có thể biến đổi và truyền từ người sang người thông qua nước bọt và các chất nhầy thay vì chỉ lây lan trên lợn. Chúng tôi không biết chính xác vì sao virus này lại xuất hiện sớm như vậy, có rất nhiều lý do khiến cho dịch bệnh bùng phát. Một số ca nhiễm bệnh cho thấy nhiệt độ cao giúp cho virus phát triển. Chính phủ cần thông báo rộng rãi sự bùng nổ của virus này vì những ca mắc bệnh không còn rải rác hay lẻ tệ nữa. Một nhóm phản ứng nhanh đã được tổ chức bởi các cơ quan trung ương đã được triển khai tại Maharashtra, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bệnh cúm, để điều tra nguyên nhân gây ra sự lây lan nhanh của căn bệnh này trong tiểu bang. Đồng thời, một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Ấn Độ đã bắt đầu tổ chức thăm khám tại mỗi nhà dân để phát hiện kịp thời các ca nhiễm bệnh. Thực vị ít nhất 8 người đã thiệt mạng vào hôm Chủ nhật trong một chiếc xe tải đậu tại cửa hàng Walmart ở San Antonio, bang Texas, Mỹ. Cơ quan chức năng xác nhận đây là nạn nhân của những kẻ buôn người. Một tài xế lái xe tải đang phải đối mặt với những cáo buộc sau khi 8 người được tìm thấy đã thiệt mạng bên trong xe vì thiếu nước. Theo nguồn tin cảnh sát trưởng thành phố William McManus, những người thiệt mạng đều là nam giới, hiện chưa thể xác định được danh tính của họ cho đến khi gia đình xác nhận. Ngoài 17 người thiệt mạng còn có 30 người được tìm thấy phải nhập viện do say nắng và mất nước. Các quan chức cho biết đây là một vụ buôn người. Các nạn nhân đã bị nhồi nhét trong một chiếc xe tải và không được cung cấp nước trong khi điều hòa bên trong xe không hoạt động và nhiệt độ bên ngoài xe lên đến gần 100 độ Fahrenheit. Chúng tôi tìm thấy có 20 nạn nhân trong tình trạng cực kỳ nguy kịch và họ đã được chuyển ngay đến bệnh viện. Tám nạn nhân khác được tìm thấy trong tình trạng khả quan hơn, tuy nhiên họ gần như kiệt sức vì mất nước. Phần lớn những người bị giam hãm trong chiếc xe tải kia dao động từ 20 đến 30 tuổi. Bộ An ninh nội địa đã tham gia vào cuộc điều tra nhằm tìm kiếm những người khác có liên quan đến vụ việc này. Chuyển sang thị trường chứng khoán, chứng khoán châu Á giao dịch khá biến động trong tuần. Nhà đầu tư đang chờ đợi những thông tin tích cực hơn từ thị trường. Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên đầu tuần. Chỉ số LX200 cố giảm mạnh trước sự trượt dốc của nhóm ngành tài chính. Trong đó, cổ phiếu của các ngân hàng như ANZ, Commonwealth và Westpac đều mất gần 1% sắc đỏ đồng loạt trên các sàn chứng khoán trong phiên ngày thứ ba khi thị trường thiếu thông tin tích cực hỗ trợ. Tuy nhiên, nhóm các cổ phiếu sản xuất ô tô như Honda, Toyota và Mazda lại đi ngược xu hướng thị trường chung khi nhà đầu tư kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 khởi sắc của những doanh nghiệp này. Chứng khoán biến động trái chiều trong phiên ngày thứ tư, xu thế tăng của giá dầu giúp nhóm cổ phiếu năng lượng khởi sắc nhưng vẫn không đủ để giúp thị trường hồi phục trở lại. Chỉ số Nikkei năm của Nhật Bản có phiên tăng điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm ngành ô tô. Về những phiên cuối tuần, các chỉ số giao dịch dần co, nhiều công ty công bố kết quả kinh doanh quý 2 đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư. Ngoài ra, theo số liệu từ Cục Thống kê Trung Quốc, lợi nhuận của các công ty sản xuất công nghiệp đã tăng hơn 19% trong năm nay. Còn chứng khoán châu Âu đã có tuần diễn biến trái chiều, kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp vẫn đang là tâm điểm của thị trường lúc này. Chứng khoán châu Âu giảm mạnh trong phiên đầu tuần, Nhóm ngành sản xuất ô tô dẫn đầu xu thế sụt giảm sau thông tin các nhà làm luật sẽ mở một cuộc điều tra gian lượng khí thải tại một loạt các hãng xe hàng đầu thế giới. Theo đó, các cổ phiếu của Volkswagen, Daimler, Renault và BMW đều trượt dốc từ 1,3 đến 2,8%. Sắc xanh trở lại với thị trường trong phiên ngày thứ ba nhờ nhóm ngành hàng hóa và ngân hàng. Theo một thống kê gần đây của Thomson Reuters, tính đến thời điểm này, chỉ có mới có khoảng 20% số doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 2 và hơn một nửa trong số này đã công bố mức lợi nhuận tốt hơn dự báo. Càng về cuối tuần, các chỉ số chứng khoán khá biến động. Nhà đầu tư đang hấp thụ dần thông tin về cục dự trữ liên bang Mỹ phép tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất hiện tại trong một cuộc họp mới đây. Ngoài ra, thị trường còn đón nhận thông tin về tốc độ tăng trưởng của kinh tế Anh đã tăng 0,3% trong quý 2, cao hơn mức 0,2% vào quý 1. Trong khi đó, chứng khoán phố Wall diễn biến tích cực về cuối tuần. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép chi phối đến hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư. Chứng khoán phố Wall giao dịch trái chiều trong phiên đầu tuần, chỉ số Nasdaq tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ. Cho đến nay, những ngành công nghệ vẫn đang dẫn đầu đà tăng trên toàn thị trường. Sắc xanh trở lại với các chỉ số trong phiên ngày thứ ba, chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới. Một loạt các công ty vốn hóa lớn như General Motors, McDonald đều công bố kết quả kinh doanh quý 2 khởi sắc. Bên cạnh đó, thị trường cũng đón nhận thông tin về giá nhà có xu hướng tăng tốc tại Mỹ. Về cuối tuần, các chỉ số diễn biến khá tích cực. Trong cuộc họp vào tuần qua của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed, cơ quan này đã tiếp tục giữ chính sách tiền tệ hiện tại và duy trì mức lãi suất thấp. Tuy nhiên, Fed cũng cho biết sẽ có những bước đi tiếp theo về việc thu hẹp chương trình kích thích vào cuộc họp tháng 9 tới. Ngoài ra, thông tin về kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp cũng hỗ trợ thị trường. Trong đó đáng chú ý là xu thế tăng mạnh của cổ phiếu Facebook. Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã tăng vọt đến 44%. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng quay trở lại bản tin với các thông tin chính như sau. Chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang Mỹ cần cập nhật thường xuyên các cảnh báo từ FDA. Thiệt hại do ô nhiễm không khí tại Hà Nội lên tới 2.000 tỷ đồng mỗi năm.